Vẫn hộp hộp lộp áng lông bay hộp và đời xe chiếc hộp chuôn trái điện má cả bó về là hà biết đồm hơ chắc phía trái nông chẳng tua ai khao qua đời ngã xuân tay lây nóng trong tua trái khẩu nga say tay hàng à là ơi tua ai cả ảm giang lắng nướn hi âm mơ lấy cho nhớ hoan vươn trượt nợ là ơi tết bỏ liêu à lòng không tan ta nữa anh là chú hoàn lá bay ta và đời ngược lốm mau hẹn là nó nhạt nhau kéo oan nha mưa nỡ hắn mẹ đồng chí mưa uốn trai sọ trắng con mẹ là ơi lời và ma nhu nhàng vọng muốn ai sáng suối con mẹ là ơi anh là chế yêu hoan vươn đi anh là lời phá phiết vẽ phân hại lông lúng xe anh là đọc nhà tàu kéo oan nha mưa nỡ anh là tờ nhà hoan vươn tàu ở đời bướng tàu à nộp em khẩu tò mò khả khi mà lên lấy ba liên ai lừa ngò đội bên sai lừa như gần ba mì lên như hẹn ai à bán xa lào à lông năm quay ta và đợi bè ngơ lưỡi chạy bán xa lâu lông nào ơi của cò đời tắt nằm khư cho buông ngoài ngủ quá lưỡi chạy tắt nằm khư phu xuống ngoài hoàng hoa đơn lấy ba liên ai tặc nam cứ phú quang à oai mê liêng khắp mà
ที่เข้ามาใบพ่อแม่เฮือนลังหลวงอันว่าเบื่อสิ้นโบละว่าเลยคือมาđể mà làm cái món da bò này ngon ấy thì mình thui để rồi là mình phải đập các bạn ạ, phải lấy cái chày giã thật 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 cho nó thật nhuyễn ra đấy thì nó mới ngon các bạn ạ. Trước khi mình ấy mình phải ướp trước, ướp muối ướp mì này này nhé, đúng rồi nhé, thì ăn mới giòn được. Cái kinh nghiệm làm nó không ăn dai lắm, mình đã ướp sẵn rồi thì tí này mình chui thế này là ăn được luôn rồi. Vâng, ăn không dai. Mà công nhận là con bò này mỡ nhỉ. Bò này là bò ở ở thôn mình hay là bò này mua ở bên Lào về? Còn cái này là của thôn mình nuôi thôi, nuôi là mấy anh em chung chung góp phần nhỉ, góp phần à. Mấy anh em chung góp phần mà để làm tết thôi mà. Vâng. Bây giờ thui thì cậu Tuyển bây giờ lấy cái búa đập nha các bạn. Mình đập như thế thì cái da nó mới mềm các bạn, thịt ý là sẽ ăn nó mới giòn nó không dai. Rất là thơm. Rồi, lấy cái đĩa thôi nhỉ. Tính ngồi đây, ngồi bên bếp lửa luôn các bạn. Hai cậu cháu chúng tôi ngồi bên bếp lửa nha các bạn nhé. Đây các bạn nhé, hai cậu cháu chúng tôi, cậu Tuyển đã hoàn thành cái món da bò đốt rồi các bạn. Đây giới thiệu các bạn, đây là da bò này. Da bò này như lúc nãy mình giới thiệu với các bạn ấy, là được tẩm ướp gia vị nha. Con bò này là con bò trước Tết mà cậu Tuyển với mấy anh em chung nhau để làm thịt bò ngày Tết ấy.
thì còn cái da bò được ướp muối mì chính gia vị mắc kèn để trên các bếp nha. Khi nào ăn ấy thì đem xuống đốt ở trên cái bếp lửa ấy rồi giã các bạn. Thì da bò này sẽ chấm với tương ớt này, đây là tương ớt này các bạn này, hoặc là chẻo này, chẻo muối với mắc kèn này. Còn đây là rượu với quả mơ nhé các bạn nhé, mơ rừng nhé các bạn nhé, đây mơ rừng đây. Thôi rồi cậu cháu mình nha. À, Tết thì cháu cũng không lên thăm cậu được, thì hôm nay lên thì chúc cậu và gia đình năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt ạ. Vâng, rồi cậu sức khỏe nhá. Năm mới thì cậu cháu ta cùng ai cũng mạnh khỏe nhá. Năm mới làm ăn phát đạt. Dạ vội, à làm thế này thôi. Ai thích ăn thì phải xé đấy gì này nữa. Đúng rồi. Đấy. Con bò này công nhận rất là béo các bạn. Đây nha các bạn nha, bây giờ mình sẽ thử cái miếng da bò này chấm với cái tương ớt nha. Ngon lắm. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Rất là ngon các bạn. Cái loại này mà uống nhắm với bia thì tưởng cũng mèo luôn. Coi nhận ngon. Cháu công nhận là cái da bò này cậu tẩm ướp với gia vị nó rất là vừa. Vừa muối mì chính với mắc khẻn. Vâng. Ngon. Ngon. Rồi, tiếp tục. Ngon. Ngập vị á. Cái da bò này thì mình càng thui vừa lửa, xong mình càng giã được nhiều là càng ngon phải không? Đúng rồi. Vâng. Mà mình phải ăn lúc ăn nóng đi này. Vâng. Ngon này. Đó. Chia sẻ với các bạn là cái da bò này để trên cái gác bếp này nhá. Đấy, mình để trên gác bếp này. Dưới thì vì ở trên miền núi của bọn mình ấy thì trong cái bếp thì lúc nào cũng có cái bếp củi như thế này này. Nên là nó bảo quản được các bạn ạ. Nếu mà cái da bò này thì có thể chế biến được các món là nấu với canh môn nhá các bạn nhá. Canh môn này. Hoặc là thui để mà uống rượu, nhắm rượu ấy. Còn nhắm bia ấy, trực tiếp như này luôn. Đó, làm trực tiếp như thế này. Rượu bia. Rất hợp. Rất hợp. Ăn không cháu? Ở đây này. Không, ăn. Ở đây ăn đi. Ngon lắm. Ngon lắm. Khác là chép nọ. Cái nguồn chép mặn lăng. Này. Mùi. Còn bây giờ cái chơi trong ăn lúc nó nóng thì mới ngon ạ. Vâng. Đi đâu ơi, chỗ ăn nó không nóng nữa. Hôm trước là có anh, một anh bạn của mình ở ngoài Hà Nội các bạn. Một đợt anh ấy lên chơi với mình ở bên Lào. Anh cũng được ăn thử cái món da bò này này. Anh thấy ăn ngon thế là. Được rồi anh gọi cho mình và gửi cho anh ấy. Ở bên Lào là người ta làm từng bó như thế này này. Một bó một bó là 30 mấy nghìn ấy. 35 nghìn. Là anh bảo mình gửi ra cho anh 10 bó cái đợt trước Tết các bạn. Cái da bò này chấm với tương ớt này vẫn là hợp các bạn. Còn một miếng này hôm nào cậu cháu mình rồi mình lại làm tiếp nhá. Để hôm nào, đó. Hôm nào cho lên. À để nó. Đây các bạn nhá. Da bò chấm tương ớt. Đúng là khổng luôn ạ. Ngon. Ngon ạ.
Thân cháu thấy không? Xin chào mọi người, mình vừa giới thiệu mọi người cái món da bò khô đốt lửa các bạn ạ. Ăn rất là ngon và chấm với cái tiêu ớt hoặc là mắc kèm muối. Video của mình xin được kết thúc tại đây nhé các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở cái video tiếp theo của mình nhé.